cho tất cả các anh em cái bản update của ngày 25 tháng 9. Đây là một bản update, đây là một bản meta mode đa dạng. Bản update này thì tất cả các tướng ở bên dưới, các tướng đi kèm có các cái tướng mặc định mà update sẵn ấy. Đây là những con tướng up 2 lần này, là con tướng tím này. Còn những con có màu hồng đây, up 3 lần đây, là được up thêm 1 lần nữa tướng tím lên thì nó sẽ là tướng cam. Đây là info của toàn bộ tướng này. Đây là info của tướng, mình để sẵn đây cho anh em xem và lên nhé. Còn đây là info và cái hướng lên của binh chủng. Từ binh chủng cấp 6 lên binh chủng riêng của mỗi nước. Đây là những con binh chủng cấp 10 này. Còn đây là binh chủng riêng của mỗi nước này, ví dụ thuộc quốc bộ binh này hay là Ngô quốc bộ binh hay Ngụy quốc bộ binh này, có info đầy đủ và cách lên của từng con một. Mình có gửi theo cái bản bản tech này cho anh em và mỗi bản update để cho anh em tham khảo và lên nhé. Đây là info của tướng. Từng con tướng info như thế nào anh em chịu khó đọc ở đây. Còn thì cái bản update này thì được tăng cường thêm 3 con tướng ở tháp này. Và những con tướng này là được anh em add qua tool này. Những con tướng này lại add qua tool này. Đây, ví dụ như anh em mở cái trình duyệt lên nhập là 192.168.127.128. Anh em vào cái tool update này. Đây, tool ở đây này, anh em bấm tool đây này. Đó. Nhập cái tên đăng nhập vào đây này. Đây là cái nguyên liệu giác ngộ, nguyên liệu binh chủng. Vượt tháp tầng 250 hay em biết cấp 10. Đây anh em bấm vào cái phần là thêm tướng vào tài khoản này. Đây là xem tất cả các tướng đỏ và tướng tím này. Đây. Mỗi con tướng đây nó đều có cái ID của tướng ở đây nhá. Anh em xem cái ID của tướng ở đây. Đây, anh em lấy cái ID này này. Nhập vào đây, còn đây là tên đăng nhập anh em vào trò chơi. Đây là những con tướng ở tháp đây anh em xem này. Nam Hoa Lão Tiên này, Tứ Thượng Nhân này, hoặc là cái Thủy Kính Tiên Sinh này. Còn đây là 3 con tướng anh em add được tool vào này, đấy là con Tử Thần Bắc Đầu này, Sinh Thần Nam Đầu này và Thái Văn Cơ này. Cái trang bị cấp cao nhất ở đây ấy, đó là cái trang bị cấp, đây là cái trang bị thần thoại này. Nói chung là toàn bộ trang bị anh em, đây là cái trang bị thần thoại này, hoặc là cái trang bị Ngọa Long này, hoặc là đến đấy là có trang bị cấp 320, trong đó cái trang bị thần thoại Ngọa Long và trang bị Đế Vương, đó là trang bị cấp 1. Từ cấp 1 anh em có thể đeo được rồi. Đó. Mình đã điều chỉnh sẵn cho anh em ở cái vòng quay tinh tú này, khắc văn hay là các cái nguyên liệu ở đây này, có rất nhiều cho anh em quay này, hoặc là ở đây. Phần cửa hiệu này, đây này anh em mua cái dương này thì mở ra cái trang bị op 9000 này, hoặc đây này là quân lệnh này, bạc này. Bảo vật thì mình chỉ để có 1.000 vàng thôi. Đó. Còn lại là cái đá để đổi trang bị thì anh em đổi ở đây. Đây, tôi toàn bộ đá để cho em đổi trang bị.
Cái đá này thì em đổi trang bị từ cấp 1 đến cấp 290. Khi anh em lên đến cấp 320 á thì anh em sẽ mua đá ở đây. Cái này lên cấp 320 nó mới hiện lên để cho anh em mua nhé. Cái đá để up trang bị. Đó. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một vài trận đánh cho anh em xem nhé. Đây, những cái con này nói chung là info cái bản update mode này thì nó có rất nhiều cái ấy này, nó có cái binh chủng hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Đây đang mấy ông này đang sử dụng là toàn binh chủng riêng của mỗi nước. Đó, ví dụ như con đây là con đang Ngô Quốc Văn Sĩ này. Riêng cái tướng vua của ba nước khi anh em áp mắc lên á, thì nó có sẵn luôn là cái binh chủng đặc biệt, binh chủng quân vương nhé. Ngô Chu Thái này, Ngô Quốc Thương Binh này. Ví dụ đây mình thay con này bằng con Ngô Chu Thái vào thử cho anh em xem này. Info của binh chủng và cái skin ở binh chủng thì anh em cũng xem tại cái ở đây nhé. Đó. Đây là mình làm cái video này để giới thiệu qua cho anh em cái một cái bản update. Còn lại anh em cái xem chi tiết ấy. Chi tiết thì anh em cái chi tiết từng tướng hoặc là từng cái binh chủng của tướng thì anh em xem tại cái file text mình gửi đi cho anh em nhé. Và đặc biệt nữa là cái hướng dẫn update ấy, hướng dẫn update và hướng dẫn cài đặt ấy, mình cũng đã gửi kèm sẵn cho anh em mà. Anh em cứ làm theo đúng cái hướng dẫn mà mình gửi kèm ấy. Đây. Cái phần là hướng dẫn update này. Mình có anh em đọc ở đây hoặc là anh em xem cái video mà mình gửi sẵn cho anh em xem ở đây. Anh em cứ làm theo đúng như vậy, đúng cái video mình hướng dẫn. Đúng hướng dẫn đây thì sẽ update và update được hết toàn bộ, và ví dụ nó có bị lỗi 35% thì cũng khắc phục, fix lỗi nó cũng rất đơn giản rồi. Anh em cứ làm đúng thì sẽ không bao giờ có lỗi và update được toàn diện luôn. Đó. Nam Hòa Lão Tiền này. Chào tất cả anh em nhé.